Chào cả nhà. Như mọi người đã biết thì thời gian vừa qua thì cũng khuyến cáo mọi người mua Litecoin. Thì trong Litecoin thì các cái tỷ lệ của con sóng Elliott với tạo hình thành các đỉnh và các đáy 1 2 3 4. Bốn đáy này nó làm lên một cái chu kỳ của cái giá của Litecoin. Thì trong các lớp ấy, thì chúng tôi đều nói rằng là việc mua tích trữ Litecoin cũng như là đưa ra các cái giải pháp về Litecoin trong thời gian vừa qua ở Casaron mua rất là nhiều. Tỷ lệ Litecoin bây giờ đã lên đến 1,3 triệu, thì khi đó chúng ta mua 1,9 triệu, 800, có những người mua tốt thì còn được 600, thì hôm nay đã tăng gần như là gấp đôi rồi. Bây giờ chúng ta mới thấy được cái sóng của Litecoin trong thời gian vừa qua được ủng hộ rất nhiều bởi cái tin tốt. Thứ nhất là Litecoin được cộng đồng Trung Quốc đánh giá rất cao về cái tính khả thi. Litecoin được đánh giá là một trong những cái đồng bạc của thị trường. Nếu Bitcoin trước đây là vàng của thị trường thì Litecoin nay đã được tăng là bạc. Sau này có cái sự quyết đấu với lại Ether. Chính vì thế nên là Litecoin đã giảm cái tính suy yếu cũng như là giảm đi cái tính tăng giá của vốn có của mình, và nó tăng đều từ lúc 39, 42, 43 đến 45, và ngày hôm qua lúc đỉnh cao nhất của sóng là 52. Chúng ta đây là giá của MT4, chúng ta có thể cộng lên nó rơi vào 66, nó cộng thêm 8 giá nữa tại CoinMarketCap. Thì hôm nay tôi phân tích tiếp về cái mô hình của sóng Litecoin. Thứ nhất là Litecoin sau khi chịu được cái mức ảnh hưởng của giá tăng lên thì Bollinger Band đã kéo lại, khiến cho giá từ mức đỉnh cao kéo về giải giữa của Bollinger Band. Khi giá điều chỉnh về giải giữa Bollinger Band này, lập tức là gì ạ? Nó sẽ tăng tiếp. Nó tăng vượt qua cái mức đỉnh 52 này thì nó sẽ có cái xu thế là tăng tiếp theo cái mô hình kỳ vọng. Tiếp theo nữa, chúng ta đã thấy mức chinh phục đầu tiên của giá ở Litecoin, tức là 51, lập tức là nó vượt qua. Nó vượt qua báo hiệu một cái đỉnh mới, tức là 52.73. Do vậy là chưa giữ được cái mức này. Vậy thì Litecoin trong ngày hôm nay, nếu trong trường hợp mà giá vượt qua cái mức 52.3 này là cái mức đỉnh cũ, thì nó sẽ có mô hình tăng giá tiếp theo, và nó sẽ gọi là thiết lập một mặt bằng giá mới và chu kỳ giá mới. Từ đó chúng ta có cái cách để chúng ta canh mua giá thấp đối với Litecoin. Do vậy khoảng mua giá thấp đối với Litecoin trong lúc này là vùng của đám mây Ichimoku, cũng như là vùng của các cái bước sóng nhỏ. Chúng ta canh mua giá thấp đối với Litecoin, không bán Litecoin ra trong lúc này. Vùng 49 cũng là một cái điểm mua bắt đầu được gom. Vùng 47 cũng bắt đầu được gom. Vùng 45 và 42, đây là một trong những yếu tố để chúng ta phân tích được Litecoin trong lúc này. Về tin tức cơ bản thì Litecoin được ảnh hưởng rất nhiều các cái tin tức, khiến cho thị trường Trung Quốc bắt đầu có hưng phấn với lại Litecoin. Thị trường châu Á bắt đầu có vấn đề về thích thú tích trữ Litecoin. Trong Coinbase bắt đầu tỷ lệ Litecoin bắt đầu người ta tích trữ Litecoin, khiến cho độ khan hiếm bắt đầu dần dần được tăng. Ở biểu đồ D1 chúng ta sẽ phân tích như sau. Thứ nhất, Litecoin bắt đầu hình thành một cái giá mới và nó thiết lập một cái đỉnh mới bắt đầu hình thành. Cái đỉnh mới này được chinh phục vùng 52, tức là 66 của CoinMarketCap ấy, thì bắt đầu là giá bắt đầu tăng như vũ bão vào kỳ hưng phấn của cái mức giá lúc này. Chúng ta kỳ vọng vào mức giá đi lên của Litecoin với một cái mặt bằng giá mới. Vậy thì chúng ta canh mua giá thấp. Ngoài ra trong vùng D1 chúng ta có được cái mức ảnh hưởng của ADX bắt đầu sức mạnh, bắt đầu tiệm cận lên cái vùng lên mạnh. Thứ hai, vùng mua bắt đầu được tích lũy hình thành RSI 65, đó chính là một trong những yếu tố để chúng ta xem được ADX về RSI với sức mạnh của thị trường lên rất mạnh. Thứ hai, vùng H4 cũng vậy, chúng ta đều có sức mạnh lên rất là tốt. Vùng H1 cũng cho một cái tín hiệu mua rất là tốt. Vậy chúng ta canh mua giá thấp và chúng ta liên tục để ý đến cái điểm vùng mua 1 và vùng mua 2 tại giải giữa của Bollinger Band khi mà giá đang có chu kỳ và cũng như là có xu thế đi lên. Điều mà chúng ta cần ở đây đó là canh mua giá thấp và để ý tích trữ Litecoin lúc này. Xin được cảm ơn mọi người và chúc mọi người một cái buổi sáng vui vẻ, hiệu quả. Mọi chi tiết thông tin cái khóa học của chúng tôi ở Zalo
0987732228. Đăng ký ở website là Kỷ Nguyên Tiền Điện Tử để được nhận tất cả các thông tin về Tradecoin, nhận được tất cả các thông tin về các khóa học cũng như là một số các thông tin về đợt này. Chúng ta sẽ có những cái con như là Dashcoin cũng như là một số các cái con khác để chúng ta phân tích với những cái công nghệ mới để chúng ta có được cái giải pháp tích trữ con gì, đầu tư con gì. Xin được cảm ơn.